19 tây tháng 2 năm 2023, Phương Linh Mỹ Tho xin đại diện quý Mạnh Thường Quân đến để trao tiền tháng cho bố. Đây năm nay là được 500 ngàn nha Út. Năm nay nó tăng lên, bà Út được 500 ngàn. Với lại 10 kg gạo này là của bé Thái Châu. Bé Thái Châu thông qua em Quỳnh Ngọc Dung gửi cho bà Út 10 kg gạo. Rồi thôi Linh cảm ơn quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Út cảm ơn Mạnh Thường Quân không Đây là bà Út ở Campuchia về phải nuôi 2 đứa cháu nội đó. Rồi thôi con bay nha. Nay bệnh quá nói chuyện nhiều cũng được. Hãy subscribe. Hả?